Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn, đây là chiếc Vivo Y22s, một chiếc điện thoại mới ra mắt của Vivo. Tất nhiên là khi mà chúng ta nhìn vào cái mức giá này thì rất nhiều anh em, đặc biệt là những anh em nào mà đang dùng điện thoại của Xiaomi và chê rằng đây là một chiếc điện thoại giá quá cao so với những gì nó đem lại, đúng không? Rồi tuy nhiên, một cái trải nghiệm của mình đó là về việc tối ưu thì Vivo làm rất là tốt và thậm chí là tốt hơn Xiaomi rất là nhiều. Rồi trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em cái tính năng siêu trò chơi, hay là ở bên Xiaomi chúng ta gọi là game tubo ấy. Ở bên này thì người ta gọi là siêu trò chơi, và khi mà vào game thì nó sẽ là cái gì? Multi tubo. Rồi, và cái siêu trò chơi này thì mình thấy nó tối ưu hơn cái game tubo rất là nhiều. Tuy nhiên có một cái nhược điểm mà nó không bằng cái game tubo của Xiaomi, đó là mình thấy nó khá là hạn chế những cái bản cập nhật. Đấy, các bạn thấy là game tubo thì thường có những cái bản cập nhật vá lỗi rồi cập nhật update liên tục cho anh em, đúng không? Mỗi năm một lần hoặc là vài tháng một lần. Nhưng đối với Vivo thì mình không thấy cái điều đó xuất hiện. Tuy nhiên là mình cũng đã có những cái trải nghiệm rất là thú vị với cái chế độ Multi Tubo, cái chế độ siêu trò chơi này. Rồi, nó sẽ có những cái gì thú vị và nó sẽ sử dụng như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào việc nhé. Đầu tiên thì giới thiệu sơ qua một chút về chiếc điện thoại Vivo EIS này. Chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 680, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Và chúng ta sẽ có phiên bản Android là 12 và giao diện đó là Phantom OS 12 luôn. Rồi ở đây chúng ta sẽ có mở rộng RAM 8GB, nhưng thôi cái đó chúng ta bỏ qua. Ở đây chúng ta sẽ có cái phần chế độ siêu trò chơi, thì để vào chế độ siêu trò chơi thì các bạn sẽ vào phần cài đặt này. Có rất nhiều cách vào nhưng mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách vào nó gọi là cơ bản nhất, cách sử dụng cơ bản nhất. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có cái phần cài đặt này, các bạn nhìn thấy một cái mục chế độ siêu trò chơi luôn. Đó, nhấn vào. Ở đây chúng ta sẽ có những cái phần cài đặt chi tiết của cái chế độ này. Ở đây chúng ta sẽ có thanh bên trò chơi này, tức là khi các bạn bật vào thì các bạn sẽ thấy nó xuất hiện ở cái thanh ngang ở phía bên trên tay trái mà các bạn vẫn thường thấy giống như ở trên game tubo ấy. Rồi, ở chế độ thể thao điện tử này, tức là nó giúp chúng ta cái chế độ nó tập trung hơn, ít bị quấy rầy này, tức là không có cuộc gọi này, tối ưu hóa điều khiển này. Đó, bật tắt chụp màn hình bằng 3 ngón tay trong chế độ siêu trò chơi này, cải thiện hiệu ứng hình ảnh này, bật khóa sáng trong chế độ siêu trò chơi này. Khung hình và nhiệt độ thích ứng, tức là cái mục chế độ thể thao điện tử này nó sẽ là tổng hợp những cái mà ở game tubo nó sẽ tắt cho các bạn, nó sẽ kiểm soát cho các bạn thay vì các bạn kiểm soát một cách là thủ công. Ở đây chúng ta sẽ có tự động chơi khi tắt màn hình này. Đấy, nhưng mà cái tính năng này thì mình đã demo khá là nhiều nhưng mà mình thấy nó chưa hiệu quả như nào thì xíu nữa thì mình sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em. Dùng trong trò chơi 4D, rất tiếc là trên điện thoại của mình hiện tại chưa có cái trò chơi nào trò chơi 4D. Đấy, không có trò chơi hỗ trợ dung 4D được cài đặt thì ở đây chúng ta sẽ không dùng được tính năng này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái chất lượng âm thanh, hiệu ứng âm thanh tùy biến theo tai nghe. Cái này mình có một trải nghiệm rất thú vị này. Mình có trải nghiệm rất thú vị. Ở đây mình sẽ cắm thử một cái tai nghe vào để có thể là anh em demo cho anh em nhé. Rồi, khi mà mình cắm cái tai nghe vào thì các bạn có thể bật nó lên. Đó, và ở đây nó sẽ có chế độ hồ sơ âm thanh mẫu là dưới 30 tuổi, từ 30 đến 60 tuổi, trên 60 tuổi. Cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ điều khiển cái mức âm thanh, cái mức âm lượng làm sao cho nó phù hợp. Ở đây mình sẽ ghi màn hình để anh em tiện theo dõi hơn nhé. Rồi, nó sẽ điều khiển cho cái mức độ âm thanh làm sao cho nó phù hợp nhất cho cái thính lực của các bạn. Đó, ở đây thì cái cấu hình âm thanh của tôi là cái phần chính xác một này. Ở đây thì khi mà mình demo thử ấy, đây mình sẽ cho anh em xem cái hình ảnh này. Đây anh em thể thấy cái hình ảnh ở trên màn hình đúng không ạ? Album này, ảnh chụp màn hình này. Đây mình đã chụp ảnh lại kết quả này. Thính giác của bạn, tức là thính lực của bạn là tốt hơn 80% so với người dùng, tức là mình cái thính lực của mình chỉ 8/10 thôi. Đeo tai nghe nhiều nó cũng ảnh hưởng đến thính lực khá nhiều nha anh em. Rồi, và nó sẽ có nghĩa là nó sẽ cho các bạn một cái mức độ âm thanh khi các bạn test bằng cái đây, khi mà các bạn test bằng cái chế độ chính xác hoặc là chế độ nhanh này. Đấy, thì nó sẽ cho một các bạn một cái bài test là như thế nào, ví dụ âm thanh ở mức độ này các bạn nghe thấy. Đấy, các bạn ấn OK. Từ đây cho đến từ 0 cho đến 100%, sau khi đủ 100% nó sẽ đánh giá thính lực của các bạn là đang ở mức độ nào. Và trong trò chơi nó sẽ kiểm soát cái mức độ âm thanh dành cho các bạn. Nếu như mà các bạn thính lực tốt thì âm thanh nó sẽ để ở mức nhỏ hơn. Còn thính lực lớn thì nó sẽ cái thính lực của bạn, các bạn kém thì nó sẽ để mức âm thanh lớn hơn đấy, phù hợp các bạn. Đây là một cái trải nghiệm mình thấy khá là thú vị. Và không nhiều điện thoại mình thấy có cái tính năng này.
đó, khi mình sử dụng tai nghe, và nó cho mình cái kết quả là 80%, gọi là thính lực, gọi là điểm 8/10. Thì không biết là cái kết quả này có chính xác hay không, nhưng mà thực tế là sau một thời gian dài sử dụng smartphone, nghe âm thanh ở cái mức độ lớn rồi sử dụng tai nghe, mình cũng đã thấy thính lực của mình cũng đã giảm dần đi rồi. Và các bạn có thể dùng cái này để kiểm tra sơ bộ nhé, trước khi mà nếu như nó ảnh hưởng, cảm giác mà cái kết quả nó thấp quá thì các bạn cần phải đi khám đấy. Đó. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái phần chặn thông báo này. Cái này rất là cơ bản rồi. Chặn thông báo là khi đã bật thì cửa sổ xem trước, thông báo nổi sẽ không hiển thị ở đầu màn hình trong khi chơi trò chơi. Tắt tiếng thông báo cuộc gọi này, ngừa ngăn chặn nhầm trên màn hình này, tức là những cái chụp ảnh màn hình ấy. Rồi, tiếp theo là cái gì nữa nào? Hình trong trò chơi này. Vuốt lên ba ngón tay để hiển thị danh sách ứng dụng, cửa sổ nhỏ này hiển thị biểu tượng tin nhắn nổi này. Đó, thỏa thuận người dùng, thôi cái này thì bỏ qua. Ở đây mình có hai cái trò chơi mình demo, hai cái đó là Liên Quân Mobile và Free Fire Max. Ở đây thì mình sẽ vào thử một cái trò chơi để mình demo cho các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ vào Free Fire Max này. Rồi, mình đã vào trong trò chơi Free Fire Max thì các bạn thấy ở thanh bên này nó sẽ xuất hiện một cái thanh vệt rất là nhỏ. Đấy, vuốt đầu này thì chúng ta không có nhé, nó không giống như game Turbo. Game Turbo nó sẽ gây ra cái sự khó chịu hơn là chúng ta vuốt cả hai tay nó đều có. Nhưng mà đối với cái Multi Turbo của Vivo thì i2s mình thấy là nó sẽ chỉ có ở bên tay trái thôi. Vuốt sang này. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái chế độ, đầu tiên là chế độ tiết kiệm pin, chế độ cân bằng. Đấy. Nhưng mà khi các bạn vừa sạc vừa chơi thì cái chế độ tiết kiệm pin các bạn sẽ không thể sử dụng được. Đó. Đây, chế độ boost này, chế độ cân bằng này, chế độ tiết kiệm pin. Thì có thể là GPU và CPU nó sẽ hoạt động theo cái mức độ khác nhau, pin nó sẽ hao theo cách khác nhau. Ở đây thì các bạn sẽ thấy những cái chế độ thể thao điện tử. Đấy, khi mà bật lên thì nó sẽ kích hoạt cho chúng ta những cái chặn. Đây. Ở đây mình sẽ giới thiệu các bạn chi tiết này. Cuộc gọi ngầm dưới nền này, mình sẽ đi vào cái từng chi tiết nhá. Khóa độ sáng này, tức là độ sáng nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi độ sáng tự động này. Rồi, từ chối cuộc gọi này. Đây, từ chối cuộc gọi, khi mình bật từ chối cuộc gọi lên nhá. Ở đây thì mình sẽ demo gọi thử cho anh em. Đó, nó sẽ báo luôn, nó sẽ chặn luôn đấy, các bạn thấy chưa, nó sẽ chặn luôn nhé. Mà rõ ràng sim mình đang lắp ở phía bên này, đúng không ạ? Đó, đó là cái từ chối cuộc gọi tự động này. Cái chặn thông báo này. Chặn thông báo bật lên này. Chặn thông báo là nó sẽ không xuất hiện, đây, chặn thông báo là nó sẽ không xuất hiện những cái thông báo này. Đây, mình xem ví dụ các bạn nhé. Cuộc gọi ngầm dưới nền này, cái cuộc gọi ngầm dưới nền rất là thú vị này. Cái này thì mình khẳng định là nó hơn Xiaomi. Mình khẳng định luôn, nó hơn Xiaomi ở cái cuộc gọi ngầm dưới này. Đây, mình sẽ ví dụ các bạn nhé. Ok, như vậy là có điện thoại đến đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ nghe máy này. Đó, các bạn thấy là nó xuất hiện cuộc gọi ngầm ở dưới nền đúng không ạ? Nó không bị thoát ra ngoài màn hình. Không bị, ví dụ chúng ta đang có một cái đang chơi game mà chúng ta nhấn vào nghe cuộc gọi là nó sẽ bị thoát ra đúng không? Bây giờ mình sẽ thử này, mình sẽ tắt đi nhá. Mình sẽ tắt cái cuộc gọi ngầm dưới nền, mình sẽ gọi lại này. Nghe này. Đó, nó sẽ thoát hẳn ra ngoài luôn. Đấy, nó sẽ thoát hẳn ra ngoài luôn. Như vậy là cái cuộc gọi ngầm dưới nền nó sẽ mang lại một cái tác dụng vô cùng to lớn, một cái hiệu quả cực kỳ lớn, đó là giúp cho chúng ta vừa chơi game vừa nói chuyện điện thoại được, đúng không? Đó, nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Tất nhiên là cái tính năng này thì nó không phải là mới hay nó không phải là cái gì cao siêu cả, nhưng mà ở những chiếc điện thoại mà các bạn tập trung chơi game, những khoảnh khắc các bạn tập trung chơi game thì nó lại mang lại hiệu quả rất là lớn, mà Vivo với cái siêu trò chơi nó sẽ hỗ trợ cho các bạn ở cái phần này. Đó là cuộc gọi ngầm dưới nền. Chúng ta sẽ có tự động chơi khi tắt màn hình, nhưng mà cái này nó sẽ báo nhiệt độ cao là không thể bắt đầu tự động chơi, thì mình không biết là nó sẽ áp dụng trong cái trường hợp nào. Nhưng mà ở trong cái trường hợp mình đang chơi, mình đang ở trong cái Free Fire hoặc Liên Quân, nó sẽ không hoạt động được. Ảnh chụp màn hình thì rất đơn giản thôi. Đó. Ghi màn hình cũng tương tự như vậy thôi. Đó. Đây, ghi màn hình cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta có thể có rất nhiều cách ghi màn hình khác nhau. Đó, bộ thay đổi giọng nói. Rồi, đây là một cái tính năng rất là hay, đúng không? Cái tính năng này thì nhiều bạn mong muốn có nhưng mà không có được. Nhưng mà ở bên Vivo i2s này chúng ta có. Rồi, phóng viên chiến trường này, âm thanh gốc này, trí tuệ nhân tạo, cao bồi này, con này, tư lệnh này. Đấy,
sẽ thử cái gọi là phóng viên trên trường này xem nào. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Đây là mình đang sử dụng Multitubo trên Vivo i22s. Đang hoàn tất ghi. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Đây đó. Là mình đang sử dụng Multitubo trên Vivo i22s. Rồi, các bạn thấy chưa? Đó, khi mà chúng ta sử dụng những cái giọng như thế này, chúng ta nằm trong cái việc mà chúng ta đang chơi trong bán game thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta thay đổi cái giọng nói. Cái này thì nó không phải là mang lại chúng ta một cái giọng nói, ví dụ đang là giọng nam không thể nào thay đổi thành giọng nữ được, nhưng mà nó sẽ mang lại cái sự thú vị khi mà chúng ta chơi game với bạn bè mà thôi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có những cái chế độ, ví dụ như là tùy chỉnh này. Đó, ở đây thì hầu như là chúng ta thêm hết ra bên ngoài rồi, không có cái nào. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không muốn thêm một cái nào đấy, ví dụ chụp ảnh màn hình này hoặc quay phim màn hình này, thì các bạn bỏ nó ra. Xong, đấy, nó sẽ bớt đi cái phần quay phim màn hình. Đó. Rồi, ở đây chặn thông báo đã bật, bây giờ mình sẽ demo thử cái chặn thông báo nhé. Chặn thông báo này, đây thì mình sẽ... gửi một cái tin nhắn rồi. Rồi, mình đã gửi một cái tin nhắn ở bên máy kia sang máy này rồi. Đó, có tin nhắn này nhưng không có thông báo nổi đúng không ạ? Bây giờ thì mình sẽ gửi một cái tin nhắn nữa nhé. Khi mà mình đã tắt cái thông báo, chặn thông báo đi. Đó, nó sẽ có xuất hiện cái thông báo bóng bóng ở đây đúng không ạ? Như vậy là nó sẽ ảnh hưởng đến cái, có thể là ảnh hưởng đến cái thao tác các bạn. Khi bạn nhấn vào nó sẽ xuất hiện luôn ra bên ngoài. Vâng, rồi đó là cái hỗ trợ của cái việc GameTubo, mình thấy rất là ok. Còn với những ứng dụng khác, ví dụ như là Messenger hoặc là những cửa sổ nổi thì sao? Thì các bạn có thể dùng ba ngón tay này, các bạn uốt lên này. Đó, các bạn sẽ thấy những cửa sổ nổi đúng không ạ? Ví dụ như ở đây là chúng ta sẽ có TikTok này hả này. Đó. Đấy, TikTok này. Ok, TikTok này. Rồi, ở đây chúng ta sẽ demo thử một cái ứng dụng, đó là Messenger chẳng hạn này. Rồi, ở đây mình sẽ gọi thử này. Rồi, ok, các bạn thấy ok chưa? Nó sẽ hoạt động hiệu quả và mình thấy là tối ưu rất là ok với cái tính năng cửa sổ nổi ở trên cái siêu trò chơi của Vivo i22s. Đó. Rồi, nó sẽ hoạt động rất là hiệu quả cả ở cái Messenger, cả ở gọi cuộc gọi mạng xã hội lẫn cái cuộc gọi điện thông thường. Đó. Và mình thấy là khi mà mình thoát ra trong cái phần đa nhiệm với RAM 8GB thì mình thấy là nó sẽ hỗ trợ rất là tốt. Được rồi, mình đã giới thiệu đến anh em chế độ siêu trò chơi của Vivo nói chung và Vivo i22s nói riêng. Thì mình thấy đây là một cái tính năng và một cái ứng dụng hỗ trợ tối ưu rất là tốt, đặc biệt là Vivo tối ưu rất là tốt tính năng này, có hỗ trợ rất là đầy đủ cuộc gọi ngầm dưới nền và mình thấy nó sẽ hiệu quả hơn và thậm chí là tối ưu tốt hơn của GameTubo của Xiaomi rất là nhiều và hơn các hãng khác. Đó, còn không biết anh em thấy như nào hãy để lại comment dưới phần bình luận nhé. Duy chỉ có một điều mình không hài lòng, đó là nó sẽ không có nhiều cái bản cập nhật để tối ưu hơn hay là có những cái cải tiến mới hơn. Mình chưa thấy trên Vivo đối với những cái tính năng này. Nó không giống như GameTubo như mình chia sẻ đầu clip, đó là có phiên bản 3.4.0, 5.0 rồi. Có phiên bản update, phiên bản 7, phiên bản 6 đúng không? Tuy nhiên mình thấy nó cũng hoạt động khá là trơn tru, hiệu quả và mượt mà. Mình hy vọng là qua clip này các bạn sẽ dùng cái tính năng này một cách mượt mà hiệu quả nhất. Rồi, còn bây giờ xin chào và lại các bạn trong những